Trước tình trạng người dân đổ ra các siêu thị để mua sắm, tích trữ hàng hóa, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án. Sau khi có thông tin thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp nhằm giảm mức độ lây lan của dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, người dân thành phố đã đổ ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất trật tự, gây ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội, đe dọa trực tiếp tới nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nếu tình trạng này không chấm dứt, việc kiểm soát dịch bệnh sẽ không thể thực hiện được, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch. Vì thế, thành phố kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố cam kết sẽ cung ứng đầy đủ cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 23 tháng 8, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch. Thứ nhất, người dân thành phố đảm bảo thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu, ở yên đó. Thứ hai, tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. Thứ ba, tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ. Thứ tư, tăng cường đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân.